Vâng, thưa quý vị và các bạn, tạm rời xa Bạch Mai thì chúng ta cùng đến với Hà Tĩnh. Và dịch bệnh COVID-19 cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Và để ngăn chặn dịch lây lan thì những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu tại Hà Tĩnh đã thầm lặng cùng với các lực lượng khác ngày đêm căng mình phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân. Với họ, bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân vượt qua đại dịch là nhiệm vụ và trọng trách cao cả. Mặc dù đang phải nuôi con nhỏ mới hơn 1 tuổi, nhưng chị Phan Thị Hòa, viên chức điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đã phải cách ly để làm nhiệm vụ. Đã 12 ngày, mỗi ngày chỉ được dành ít phút rảnh rỗi để gọi điện về nhà. Trong cái thời gian này dịch diễn biến hết sức là phức tạp, bản thân tôi đang còn nuôi con nhỏ, con đang còn bú sữa mẹ. Nhưng với cái trách nhiệm của người làm ngành y, nên tôi quyết định là cái sữa cho con, gửi gắm con cho chồng, cho ông bà để tôi làm hoàn thành cái nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ở khu cách ly. Thật sự tôi những lúc nó rảnh rồi, tôi rất là nhớ con. Mỗi lúc nhớ con thì tôi chỉ biết gọi bằng Zalo đây là tâm sự với con để cho đỡ buồn. Mặc dù như vậy, tôi sẽ cố gắng kìm nén cái tình cảm của mình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, để nhanh chóng đẩy lùi cái dịch bệnh, để chúng tôi được về với gia đoàn tụ với gia đình sớm. Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo là cơ sở tuyến đầu của ngành y tế Hà Tĩnh trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chỉ có 43 cán bộ bác sĩ, y tá và điều dưỡng, nhưng không ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm họ vẫn dốc sức chăm sóc cho những công dân đang cách ly và bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại đây. Hiện tại, 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 đều có sức khỏe bình thường. Sau khi được có bệnh nhân về đến đây điều trị thì tất cả hệ thống bác sĩ cũng như cán bộ công nhân viên là đều rất là có cái sự thân tự tin để sau đó là thực hiện tốt các cái quy định điều trị cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại ở đây là 3 bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, bệnh nhân là ăn uống tốt. Khi Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được giao nhiệm vụ cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, ban lãnh đạo chúng tôi đã quyết liệt chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức bệnh viện. Thứ nhất là phân loại bệnh nhân, thường chia ra 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm F0, nhóm thứ hai nhóm F2 và nhóm từ ba là những bệnh nhân đã xét nghiệm âm tính, thì chia ra 3 khu rõ ràng. Chính vì thế, từ nhiệt tình vào cuộc và chấp hành nghiêm túc của cán bộ công nhân viên chức, đến nay 3 bệnh nhân dương tính COVID, sức khỏe ổn định và có 20 bệnh nhân khác cũng có sức khỏe ổn định. Cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 đang hết sức cam go, nhưng vừa lên trên tất cả khó khăn, nguy cơ lây nhiễm rình rập, mỗi chiến sĩ áo trắng ở Bệnh viện Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vẫn bám trụ, tâm huyết, tận tụy cùng với mọi người, chung sức đẩy lùi dịch bệnh.